đạo diễn Dương Di, biên kịch Phí Tệ Quân, Lý Hiểu Lượng. Với sự góp mặt của các diễn viên Lưu Khải Quy trong vai Du Trí Diễn, Dương Âu trong vai Triệu Gia Nhi, Trương Manh trong vai Triệu Thù Địch, Du Dịch Đằng trong vai Thiệu Kiện, Triệu Sở Quang trong vai Tiêu Khải, Lưu Dân Thông trong vai Du Chứng Hiên, Giang Tử Tinh trong vai Đa Đa, Nhan Cảnh Giao trong vai Trần Tú Trân, Trương Thụy Gia trong vai Hồ Mỹ Lâm, Uông Dương trong vai Triệu Quốc Phú, Lý Văn Tuấn trong vai Cố Triều Dương và sự tham gia của một số diễn viên khác. Bộ phim Tình Yêu Đông Đầy. Tập 4. Mẹ ơi, con ở trong này chán quá, mẹ dẫn con ra ngoài chơi xíu đi. Hiên Hiên, mẹ đang làm gì mà con? Con chơi điện thoại đỡ đi ha. Không thích. Vậy anh Hiên Hiên, vậy con lấy máy tính bảng xem phim hoạt hình không đi. Không thích. Bây giờ mẹ dẫn con đi sở thú được chưa? Hôm trước mẹ hứa với con rồi mà. Đúng là mẹ có hứa với con rồi, nhưng bây giờ mẹ đang bận làm gì không đi được. Đợi mẹ làm xong rồi mẹ sẽ dẫn con đi, chịu không? Cái gì vậy mẹ? Nè, con làm cái gì vậy hả Hiên Hiên? Du Chứng Hiên, con thấy con làm gì chưa? Hư máy tính của mẹ rồi nè. Con khóc cái gì? Con làm hư hết công chuyện của mẹ rồi nè. Nghe đi Đinh Tổng, văn bản chỉnh sửa xong chưa? Dạ, tôi lỡ tay đổ nước lên máy rồi. Vậy văn bản đâu? Văn bản ở trong máy tính. Triệu dây đi, cô làm thiệt hại tài sản công ty tôi đã không nói. Giờ cô nghe cho rõ đây, tối nay cô phải đưa văn bản đó cho tôi. Nhưng mà bây giờ nếu có làm lại cũng tới nửa đêm rồi. Dù tất cả đêm cô phải làm cho xong, có nghe chưa? Còn nữa, đứa nhỏ này kêu chồng cô tăng ca qua đây đón về ngay. Đinh Tổng, mẹ ơi đừng có giận con mà, con thương mẹ nhiều lắm. Mẹ xin lỗi, xin lỗi Hiên Hiên. Là mẹ sai, mẹ không nên lớn tiếng với con như vậy. Xin lỗi con đừng khóc nữa nha. Cho mẹ xin lỗi nha, tha lỗi cho mẹ. Đinh Tổng, tôi qua đó xem một chút. Mỹ sao? Hiên Hiên,
Con làm sao vậy Hiên Hiên? Mẹ ơi, tự nhiên con lạnh quá. Lạnh hả? Thôi, sốt rồi nè. Nè, để mẹ đưa con đi khám. Dậy đi, dậy đi. Đinh Tổng, con trai tôi bị sốt rồi, tôi phải đưa đi bệnh viện liền. Chỉ 5 phút thôi, 5 phút thôi không mà. Không được, nó sốt cao lắm rồi Đinh Tổng. Tôi đã ghi chú ra hết rồi, chỉ mất 5 phút thôi. Không được giúp mà. Tôi đi mà. Không được đâu mà. Tôi không làm nữa, từ chức. Chịu dậy đi. Anh Vũ à, thì ra anh ở đây. Có chuyện gì? À, lúc nãy chủ biên có đến tìm tôi, nói là tuần tới phải lên lớp ở tầng 15. Anh ấy muốn tôi đảm nhận chức chủ biên. Anh Vũ à, chuyện này tính sau đây. Trương Dĩ à. Hả? Anh có mệt không? Sao anh hỏi vậy? Tôi nói anh nghe một chuyện. Chuyện gì sao? Anh vòng vo làm tôi hoang mang quá. Hôm nay Đỗ Tổng hỏi tôi, có phải lúc phỏng vấn ông Cát Minh tôi đã dẫn con theo, có phải giữa lúc phỏng vấn thì đưa đứa nhỏ đi vệ sinh, có phải là đến cuối giờ đứa nhỏ còn nói là Cát Minh vẽ tranh không đẹp. Cậu nói xem, làm sao ông Đỗ biết được chứ? À, anh Du ơi, điện thoại của anh reo hơn 10 phút rồi. Cảm ơn anh. Dạ. Alo, Hiên Hiên làm sao? Ờ, em đừng sốt ruột nha, anh sẽ qua đó nghe. Được rồi, anh biết rồi, anh biết rồi. À, nè anh Du à, đừng nói là anh nghi ngờ tôi báo tin nha. Anh làm chuyện gì tự bản thân anh biết rồi. Du Trí Diễn, có trách thì cứ trách việc nhà của anh rối quá. Mẹ ơi, con không muốn rời nước biển, con cũng không muốn chết đâu. Hiên Hiên, Hiên Hiên à, con thấy sao rồi hả? Đỡ chưa? Ba ơi, con khó chịu quá. Quỳ tá à, con trai tôi sao rồi? Con của anh bị suyễn do dị ứng với động vật chứ không bị bệnh nghiêm trọng, yên tâm đi. Dị ứng? Đúng rồi. Cảm ơn cô. Ừ. À, khó chịu chỗ nào con? Ừ? Được rồi, anh đừng sốt ruột nữa, đều tại em hết. Nè, ăn trái cây đi. Mới ăn no mệt nên chỉ muốn ngủ thôi. Con nghĩ tới chuyện sáng nay hả? Tôi chỉ lo cho Hiên Hiên, không biết thằng nhỏ đỡ bệnh chưa nữa. Vậy gọi điện hỏi thăm đi. Tôi không điện đâu. Bà xem bà đó, bà giận tụi nhỏ thì không quan tâm tới cháu nữa sao? Tôi hả? Không có sinh ra đứa con như nó. Trời, bà coi bà kìa, nói vậy quá đáng rồi đó. Bà không gọi thì tôi gọi. Em nói là mẹ anh không giữ Hiên Hiên, không phải chứ? Bình thường mẹ anh rất ít khi quan tâm đến Hiên Hiên, nhưng mà nếu như biết Hiên Hiên đang bị bệnh mà em đi làm thì bà không thể không lo. Là mẹ anh không giữ thật, nếu không thì sao em phải dẫn Hiên Hiên tới công ty? Chắc là mẹ anh không được vui. Alo. Trí Diễn hả? Là chú đây. Chuyện là gì? Chuyện là hồi sáng nay lúc Gia Ni dẫn Hiên Hiên về nhà để gửi thì đúng lúc mẹ con với chú có chuyện gấp phải ra ngoài, vậy nên vợ con mới dẫn Hiên Hiên đi. Sau khi mẹ con về nhà cứ lo lắng tới bây giờ, cho nên nói chú điện thoại lại hỏi thăm đi. Thằng nhỏ vẫn còn nằm ở bệnh viện hả? Ở bệnh viện có nặng không, sức khỏe thế nào rồi?
Chỉ là viêm phế quản do dị ứng, mới trôi nước biển, giờ thì ngủ rồi. Chú yên tâm đi, không có chuyện gì lớn đâu. Được rồi, à, tốt. Không sao cũng tốt, cũng đỡ lo. Tri Diễn nè, chú có chuyện muốn nói với con. Có phải con đã đưa tiền cho ba mẹ của Giai Ni đi du lịch ở Thái Lan không? Mẹ con không phải vì chuyện này mà không vui chứ? Mẹ con mãi đau lòng nên giận con rồi. Nhưng mà Trí Diễn à, chú chỉ muốn nhắc nhở con hãy quan tâm tới mẹ con nhiều hơn một chút. Con biết rồi, chuyện này đều tại con suy nghĩ không chu đáo. Chú yên tâm đi, con sẽ tìm cơ hội nói chuyện với mẹ mà. Vậy nếu không còn chuyện gì nữa thì chú cúp máy nghe. Không sao. Mẹ anh bảy ghen tị. Xin lỗi em nha, điều là do anh không tốt cho nên mới liên lụy tới em. Người nói xin lỗi là em mới đúng. Lúc đầu cho em đợi sống đợi chết phải đón bằng được Hiên Hiên về, bây giờ lại ra nông nổi này. Chuyện này làm sao trách em được kia chứ. Em xem, tình hình năm nay của chúng ta đều nhiều việc với nhau. Bên phía anh thì vừa xuất bản, công ty em thì vừa nhận dự án lớn. Còn sức khỏe của Hiên Hiên, sức đề kháng quá yếu, may mà lần này kịp thời đưa đến bệnh viện mới không có chuyện lớn xảy ra. Bà xã em có nghĩ là nếu như lại phát sinh tình huống như hôm nay thì phải làm sao đây? Nghĩ qua rồi. Vì vậy em từ chức rồi. Em từ chức rồi? Sao đột ngột vậy chứ? Hôm nay Hiên Hiên phát sốt như vậy mà Đinh Sa Lệ còn bắt ép em sửa văn bản cho chị ta. Em giận quá, nói với chị ấy em không làm nữa. Anh nói xem chúng ta làm việc là vì cái gì chứ? Không phải đều muốn con cái có cuộc sống tốt hơn, muốn con cái sống khỏe mạnh vui vẻ sao? Nhưng giờ lại vì công việc mà để con ra nông nổi này. Bắt đầu là do em đầu đuôi lẫn lộn, cho nên em quyết định kể từ bây giờ em sẽ ở nhà chăm Hiên Hiên. Chuyện này em chưa bàn bạc với anh, anh không giận em chứ? Cậu có biết như vậy là hồ đồ không? Không phân biệt được chuyện nặng nhẹ phải không? Vậy tôi cho cậu biết, bây giờ không phải là chuyện cậu không gánh nổi chức chủ biên nữa, mà có khi ngay cả công việc cậu cũng giữ không nổi biết chưa? Cậu không làm việc này thì biết làm gì được nữa hả? Ông xã, anh không đồng ý sao? Không sao đâu ông xã, sau khi Hiên Hiên đi học em vẫn có thể ở nhà nhận vài hạng mục khác để làm mà. Em cam đoan với anh, từ nay em sẽ không xài tiền lung tung nữa đâu. Em sẽ không lên mạng mua sắm nữa, em sẽ học cách nấu ăn mà. Em sẽ không ăn ở ngoài đường nữa. Thôi được rồi. Bà xã à, không sao đâu. Quan trọng là em vui, chỉ cần như vậy là được rồi. Không sao cả, có anh ở đây rồi. Sau này bất luận xảy ra chuyện gì, ông xã sẽ lo hết. Hả? Không sao, đừng khóc đâu mà, ngoan.
Cuối cùng cũng tới nhà rồi. Tôi nghĩ bây giờ Hiên khi mà gặp được mình chắc vui lắm. Cuối cùng cũng về tới nhà rồi. Bà ngồi xuống đi, nghỉ xíu. Tôi đi nấu nước nha. Không được, tôi phải gọi điện cho Giai Ni mới được. Tôi nhớ Hiền Hiền muốn chết. Bà ngoại. Hiền Hiền, sao lại là con? Mẹ con đâu? Con bệnh rồi, sao bà ngoại còn chưa đến thăm con nữa? Hả? Con bị sao vậy Hiên Hiên? Con đừng hù ngoại nha. Mẹ của con đâu? Mau nói cho ngoại biết con nằm ở bệnh viện nào, bà ngoại lập tức tới thăm con. Có chuyện gì vậy? Đến bệnh viện, Hiên Hiên bệnh rồi. Hiên Hiên, con đang nói chuyện với ai đó? Mẹ ơi, bà ngoại muốn nói chuyện với mẹ đó. Tiêu rồi. Đừng có trách sao bà nói hai đứa. Lúc hai đứa nặng nặc rồi đưa thằng nhỏ về, nói những lời ba quà sẽ tốt thế nào, có đúng chưa? Kết quả sao? Thằng nhỏ bị bệnh, hai đứa không ở nhà lo cho nó mà còn đưa đến công ty làm việc. Sức khỏe con của hai đứa ra sao không lẽ hai đứa không biết hả? Hai đứa nhìn coi, ốm như một con khỉ rồi, đã bệnh nặng lại còn suy nghĩ tới mức này. Con thừa biết nó bị dị ứng với động vật, còn đưa nó đến nơi có chó. Công việc hay con cái quan trọng hả? Đầu óc con lú lẫn rồi. Mẹ, trong chuyện này con cũng có trách nhiệm. Gần đây con sắp xuất bản tạp chí, mà công ty của Giai Ni cũng nhận dự án lớn. Cho dù tụi con có việc bận cỡ nào thì cũng có thể đưa thằng nhỏ đến nhà mẹ con được mà. Đúng rồi. Dù gì đưa Hiên Hiên đến nhờ mẹ con tốt hơn đưa nó đến công ty. Đúng vậy. Bà ơi, bà nội đuổi mẹ con đi đó. Hả? Hiên Hiên, con nói bậy bạ gì vậy? Bà nội đuổi mẹ con mình ra hồi nào? Nè, con đừng có nói gì nữa hết. Để cho Hiên Hiên nói tiếp đi. Nè Hiên à, con nói cho ông bà ngoại biết đi, có thật là bà nội đuổi mẹ con ra ngoài hay không? Mẹ đưa con về bà nội. Bà nội nói là con không ngoan, còn đánh con nữa. Xong rồi, bà đuổi mẹ con ra khỏi nhà. Hết cách rồi, nên mẹ mới dẫn con theo tới công ty đi bà, làm. Bà, không phải vậy đâu. Thật ra hôm đó mẹ chồng con có việc gấp, Hiên Hiên nó còn nhỏ không hiểu chuyện thôi. Nó còn có việc gì gấp hơn là chuyện chăm lo con cháu của mình nữa chứ, có đúng không? Thì Diễn à, con xem đi. Đúng là trước mặt con bà không nên nói mẹ con như vậy đâu. Nhưng con coi mẹ con làm vậy còn giống bà nội nữa hay không hả? Có coi Hiên Hiên là cháu không? Nè, bình thường không lo cho cháu thì thôi đi, chuyện đó bà không trách. Nhưng trong lúc thằng nhỏ bệnh về đến nhà rồi, mẹ con nghĩ sao có thể đuổi nó đi hiện như vậy? Có xứng đáng là bà không hả? Làm bà như vậy mà được sao? Bà, đừng có nói xấu tôi trước mặt con cái. Mẹ. Trí Diễn. Mẹ. Cái này cho Hiên Hiên nè. Hôm nay mọi người đều đông đủ, có phải con nên nói rõ cho ba mẹ vợ con nghe không? Ngày hôm qua, tại sao không coi con cho tụi con? Mẹ thoải mái không? Con nói đi. Mẹ, Hiên Hiên cần phải nghỉ ngơi, hay là mình ra ngoài nói chuyện nha? Không cần ra ngoài. Hôm nay mẹ đến đây, không như mấy người kia, chỉ thích nó xấu sau lưng người khác. Hôm nay mọi người đều có mặt ở đây, vậy thì nói rõ hết mọi chuyện cho nhau nghe đi. Mẹ à. Trí Diễn. Mẹ nuôi dạy con từ nhỏ đến lớn, rốt cuộc sao con đưa tiền mời ba mẹ vợ con đi du lịch nước ngoài, trong lòng con căn bản không nghĩ đến mẹ. Xem ra người làm mẹ như mẹ thất bại quá rồi. Mẹ, không phải như vậy đâu. Chị Sui à, chúng tôi không biết bà cũng muốn đi. Đúng nếu rồi. Như biết chúng tôi chắc chắn rủ bà đi cùng rồi. Đúng vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong chuyện này cho dù Trí Diễn suy nghĩ không chu đáo thì có liên quan gì đến Hiên Hiên đâu, sao bà lại đổ hết tội lỗi lên đầu thằng nhỏ chứ? Đúng đúng. Hiểu lầm thôi. Mọi người đều hiểu lầm hết rồi. Thật ra lúc đó chúng tôi không biết Giai Ni có công chuyện gấp, cũng không biết bệnh tình của Hiên Hiên lại nghiêm trọng tới như vậy. Nếu như biết trước á, chúng tôi đã chăm sóc cho thằng nhỏ rồi. Tôi xin lỗi. Người này là bà, chú đây là bạn của mẹ con. Gọi là chú cố. Bạn bè? Không phải bạn bè, ông ấy là bạn già của tôi, Cố Triều Dương. Nói vậy đây là ba mẹ của Giai Ni có đúng không? Lần đầu gặp anh chị ha. Giai Ni. Thì ra là vậy. Còn nói là không có thời gian chăm sóc cháu trai.
Còn nói là chuyện gấp nữa chứ. Ba. Thôi thôi thôi, khỏi nói bà hiểu rồi. Đẹp nhất là ánh mặt trời chiều tà mà. Chuyện đứa cháu có bệnh hay không làm sao so được với ánh mặt trời chiều tà, có đúng không? Ba của Dài Ni, ông có thể trách tôi không chăm sóc tốt cho Hiền Hiền, nhưng mà xin ông đừng có chăm chọc tôi cái kiểu đó chứ. Tôi chăm chọc bà cái gì? Tôi đã lớn tuổi thì sao? Lớn tuổi rồi thì không có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình hả? Xin ông đừng có đem suy nghĩ phong kiến đó áp đặt lên tôi được không? Hey, dạ rồi thì sao? Hả? Chúng tôi không phải cũng lớn tuổi sao? Hả? Dạ rồi cũng có thể chăm lo được con cháu của mình, thì tại sao bà lại không làm được? Hey, bà là tiên nữ hả? Bà quý giá quá mà. Nè, ông đừng có được nước lấn tới sỉ nhục người khác kiểu đó tôi nha. Tôi sỉ nhục bà chỗ nào? Các người đồng ý nuôi cháu, đừng nói là các người cao thượng. Nói thẳng ra là các người không có cuộc sống riêng của mình, cuộc sống vô vị, cho nên đâu còn biết làm gì khác ngoài chuyện bên cạnh chăm lo cho con cháu xong rồi kể khổ. Vậy sao? Bà thấy chúng tôi vô vị chỗ nào? Cuộc sống của chúng tôi có gì buồn chán? Bà nói rõ tôi nghe coi. Mẹ à, đủ rồi. Chưa đủ. Hôm nay là do ba mẹ vợ con ép mẹ, vậy thì mẹ nói. Hai người họ tự nguyện hy sinh quãng thời gian sau này để chăm lo cho cháu của họ, cảm thấy bản thân cực khổ, phải chịu nhiều thiệt thôi. Như vậy cũng không sao, nhưng mà các người không có quyền bắt ép tất cả mọi người phải sống theo ý các người. Các người là đồ đạo đức giả. Bà ăn nói cái kiểu gì nghe không lọt tai chút nào. Tụi tôi không hiểu gì hết. Thôi được rồi. Tôi nói ông nghe không hiểu chứ gì. Đúng rồi. Hai đứa tụi nó chấp nhận chung sống với nhau, kết hôn sinh con, đó là điều đương nhiên phải có trách nhiệm của người làm ba làm mẹ. Đúng. Còn cái bệnh thôi mà, hai người mắc gì phải làm lớn chuyện lên. Tôi nói hai người biết, các người cũng không phải ba mẹ của Hiền Hiền, mắc gì các người phải gánh nó vô người. Hai người cứ làm vậy thật ra không phải là đang giúp tụi nhỏ. Tụi nó sẽ không thể hoàn thành trách nhiệm làm ba mẹ. Các người là đang hại tụi nó đó. Hoàng đã. Là chúng tôi hại tụi nó sao? Vậy đi, con nghe mẹ chồng con nói, ba với mẹ con bao nhiêu năm nay chăm lo cho cháu ngoại là hại tụi con đó hả? Hả? Con nói đi, là ba mẹ hại tụi con đúng không? Ba, ba đừng kích động, làm sao ba mẹ hại tụi con được chứ? Ông kích động như vậy á, nó làm sao mà dám nói thật được? Mọi người đừng có cãi nhau nữa. Được rồi, dừng ở đây đi. Có con nhỏ ở đây. Thôi được rồi, bà thông gia, được ăn học cao hiểu biết rộng, chúng tôi làm sao so sánh được với bà. Chúng tôi chỉ biết là chỉ cần con cháu mình khỏe thì chúng tôi vui. Sau này cứ như cũ, hai ngày cuối tuần hai đứa đến đón con, tới tối chủ nhật chở qua đây lại. Phải. Mẹ à, mẹ lại muốn gì nữa đây? Mẹ nói rõ lắm rồi, con và Trí Diễn đều không có thời gian giữ con, còn mẹ chồng con còn phải lo cuộc sống của bà ấy nữa. Đưa thằng nhỏ cho họ, ba mẹ không yên tâm nên để ba mẹ giữ. Mẹ không thể. Sao đâu? Mẹ lại không thể? Con là do một tay mẹ nuôi lớn, Hiên Hiên từ khi sinh ra đều do mẹ chăm sóc. Con nói muốn bắt đi là bắt đi sao? Hả? Mẹ nói cho con biết, hôm nay không ai được phép bắt Hiên Hiên của mẹ đi đâu hết. Các người ra ngoài hết đi. Mẹ. Con đi ra ngoài cho mẹ. Ê, bà nè. Mẹ hả? Bà ơi, bà nghe tôi nói đi. Ê, bình tĩnh đã. Ê, con yên tâm, để chú khuyên mẹ của con cho. Vậy ha. Bà xã à? Đi thôi. Không được, khó khăn lắm mới đón được Hiên Hiên về nhà, không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được. Bà xã à? Sao hả? Lẽ nào anh muốn quay lại như trước đây? Không phải là anh muốn hay là không muốn, nhưng tình hình hiện tại đã như vậy rồi. Bây giờ em đã bị mất việc rồi, sau này em có thể ở nhà chăm sóc Hiên Hiên. Vả lại anh cũng sắp thăng quan tiến chức rồi, công việc sau này của mình nhất định sẽ tốt hơn. Tin em đi, chuyện giống như ngày hôm nay sau này sẽ không xảy ra nữa đâu. Anh bị cắt chức rồi. Hả? Lúc phỏng vấn ông Cát Minh dẫn theo Hiên Hiên, anh bị người khác tố cáo. Thank you.
Ông xã, anh mau qua đây đi. Nhanh lên. Xong rồi. Mấy ngày nay con suy nghĩ rất nhiều. 3 năm nay con luôn lấy công việc ra để diễn cớ, trốn tránh trách nhiệm của một người mẹ tốt. Con có thời gian lên mạng mua sắm, nhưng lại không có thời gian nấu một bữa cơm cho con của mình. Con có thời gian đi ăn uống bên ngoài, nhưng không có thời gian dẫn con cái đi công viên. Con có nhiều thời gian để ngủ nướng, nhưng lại không có thời gian nói chuyện dạy dỗ con cái. Kể từ ngày hôm nay, con sẽ thay đổi. Bởi vì con của con muốn yêu thương con mình, chăm sóc cho nó, bảo vệ con, có trách nhiệm với con cái hơn. Nói hay lắm. Ba, mẹ, con biết ba mẹ lo cho Hiên Hiên, nhưng mà cháu còn nhỏ sẽ có ngày trưởng thành. Ba mẹ cũng sẽ ngày càng già yếu. Sẽ có một ngày như vậy. Nếu bây giờ ba mẹ buông tay, thời gian này con làm không được giỏi, con hy vọng ba mẹ sẽ ở phía sau con, dạy bảo thêm cho con. Vậy đi à, nếu như ba mẹ cho Hiên Hiên về bên nhà con có ngày nào cũng nấu cơm cho nó ăn không vậy? Ba, được chứ, nhất định con làm được. Con sẽ bắt đầu đi học cách nấu ăn, mỗi ngày đều làm đồ ăn cho con của con ăn. Được. Trời ơi, nấu ăn mà chỉ cần đọc sách là nấu được sao? Mỗi buổi tối ít nhất con phải thức dậy 3 lần để đắp chăn cho Hiên Hiên. Con nhắm có làm được không? Con thức được mà. Ba, Trí Diễn nè, mỗi đêm Trí Diễn đều thức giấc, mỗi đêm đều thức đúng 3 lần, phải không anh? Trời ơi, nói cái này làm cái gì không biết nữa. Phải rồi, ba chờ con chút. Ba, con mua cho Hiên Hiên cái túi ngủ 360 độ nè, dù xoay cỡ nào cũng không bao giờ bị lạnh. Túi nhỏ như vậy cho thằng bé vô đó sao mà thoải mái được? Thoải mái, đúng không Hiên Hiên? Vấn đề cuối cùng là cứ mỗi cuối tuần con có thể đưa cháu của bà về thăm ba mẹ được không? Ba xem ba nói kìa. Ba mẹ chính là ông bà ngoại ruột của Hiên Hiên mà. Tụi con đương nhiên sẽ về thăm ba mẹ. Thật ra tụi con có đến hay không cũng không quan trọng với ba. Chỉ là ba nhớ cháu của ba thôi. Đi thôi bà xã. Đi nhanh đi. Còn ngồi cái gì nữa? Đi. Hiên Hiên. Bà ngoại. Bà ngoại ơi. Qua với mẹ đi con. Em xin lỗi. Điều tại em không tốt. Do em mẹ Hiên Hiên phải nhập viện. Do em mà anh không được thăng chức. Còn hại mẹ anh bị ba mẹ em hiểu lầm nữa. Đều là lỗi của em. Người nên nói xin lỗi là anh mới đúng. Em gả cho anh làm cho em thiệt thôi rồi. Nè Hiên Hiên, để chú khám coi con đã khỏe chưa nha. Làm theo lời của chú nha. Giỏi. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Tốt, giỏi lắm con trai. Sao rồi bác sĩ? Dạ, bệnh suyễn cơ bản là đỡ nhiều rồi. Sốt cũng đã hạ, không còn nghe khò khè nữa. Hết viêm phổi rồi. Về nhớ cho cháu tiếp tục uống thuốc, sẽ khỏi nhanh thôi. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Dạ, không có gì. Rốt cuộc Hiên Hiên cũng khỏe lại rồi. Hiên Hiên. Mẹ. Mẹ. Ba đâu rồi mẹ? Ông ngoại đi làm thủ tục xuất viện cho con rồi. Xong hết rồi. Về rồi đây. Ba. Đây. Viện phí của cháu bao nhiêu vậy ba? Sao hả? Muốn để thằng nhỏ không còn dính líu đến chúng tôi sao?
Con không có ý đó. Trí Diễn à, con nghe bà nói nè, viện phí của cháu ngoại ba Triệu Quốc Phú lo được hết ha. Chuẩn bị xong chưa? Xong hết rồi. Được, vậy mình ra viện thôi. Hiền Hiền à, mang giày vào nha con. Mình về nhà thôi. Con về nhà ba mẹ hay là về nhà của ông bà ngoại? Đương nhiên là về ông bà ngoại rồi. Ba mẹ, ba mẹ nghe con nói được không? Ba mẹ không nghe. Lần trước cũng nghe con nói mấy câu mà ba con tin làm khổ cho Hiền Hiền. Dạy đi à, bà nói con nghe. Lần này cho dù thế nào đi nữa, ba mẹ cũng bắt Hiền Hiền về nhà ba mẹ. Tụi con không cho ba dẫn về thì ba... Thì ra tòa kiện nó. Đúng, ba sẽ kiện hai đứa con ra tòa. Ba, Hiền Hiền là con trai ruột do con sinh ra mà. Con dẫn nó về là chuyện hợp tình hợp lý. Ba mẹ kiện con cái gì? Ba kiện con tụi ngược đãi trẻ em. Đúng rồi, kìa. Ngược đãi trẻ em. Đúng rồi. Được rồi, mẹ à, ba. Tối ngày hôm qua, con và Giai Ni đã bàn với nhau rồi. Thực ra thì trong giai đoạn này thì tụi con thật sự không nuôi dưỡng cháu được. Trong vài năm đành làm phiền ba mẹ rồi. Thật không? Thật không? Dạ. Thật. Là do con nông cạn cứ nghĩ chuyện nuôi con nít rất đơn giản. Không những hại Hiên Hiên chịu khổ mà còn hại ba mẹ phải phiền lòng. Ôi trời, vậy mà con không nói sớm là bà cứ tưởng tụi con dành Hiên Hiên với ba mẹ. Trời chứ... ơi, ba. Ba có cho con cơ hội mở miệng nói gì đâu. Con chưa kịp mở miệng nói câu nào mà mẹ đã mộng hai muốn kiện con ra tòa rồi. Chỉ có ba mẹ mới kỳ cục vậy thôi. Có ba mẹ nào đòi kiện con gái ngược đãi cháu ngoại không? Ba mẹ thiệt tình. Ba con cũng do bị con làm cho tức nên ăn nói lung tung. Còn không phải sao? Tụi con nghĩ thông suốt là được rồi. Vậy đi theo con nói, Hiên Hiên cũng không ở với ba mẹ cả đời được. Ơi. Sau này lớn cũng phải đi. Con đừng lo lắng, mẹ cũng chỉ nghĩ là nhân lúc mẹ còn khỏe thì giúp đỡ tụi con một chút. Chứ để hai ông bà già ở nhà không có việc gì làm cũng lãng phí. Quá có lý đi chứ. Mẹ à, sao mẹ nói chuyện giống y như miếng bà già vậy hả? Chờ khi tụi con làm cho bà già này vui rồi nói tiếp. Vậy chứ con nghĩ mẹ là gì? Không lẽ là lãnh đạo đất nước hả? Ê nè, đừng có nói vậy, chuyện này cũng có thể xảy ra lắm nha. Trời ơi, ông yên thật là... Đi thôi, về nhà thôi. Được rồi, đi con. Về nhà thôi. Đi thôi, đi thôi, đi mình thôi. Về nhà nha. Ông bà dẫn con đi nha. Cẩn thận đó. Tạm biệt, tạm biệt. Tạm biệt. Cẩn thận nha Hiên Hiên. Đi. Cẩn thận nha mẹ. Hiên Hiên. Được rồi, cẩn thận nha. Nhớ nghe lời ông bà ngoại đó. Dạ. Tạm biệt. Tạm biệt con trai. Tạm biệt. Cẩn thận nha. Được rồi, giải quyết được nỗi lo về sao rồi? Thu dọn tàn cuộc thôi. Đinh Sa Lệ, nếu như làm khó em nữa thì gọi cho anh. Ông xã của em sẽ đến ngay. Bây giờ em chân không rồi nên không sợ mang giày đâu. Chị Jenny ơi, chị phải đi thật sao? Hôm đó chị đã nói dứt khoát rồi, không đi cũng phải đi. À, phải rồi. Miếng giữ nhiệt này cho em. Mùa đông ở Thượng Hải lạnh lắm, không giống Tây An. Mà em lại thích mặc váy. Dán miếng giấy này vào lưng cho ấm. Chị Jenny. Còn nữa, Trình Quy, xe đạp ở công ty tôi để lại cho em chạy đó. Không cần đâu chị ạ, em có một chiếc rồi. Chị giữ xài đi. Chị không chạy nữa. Nhìn thấy nó cũng thấy buồn rồi. Chiếc xe hư kia của em, trừ cái chuông không kêu, còn cái gì cũng kêu. Chị biết em không đổi xe mới vì muốn để dành tiền chữa bệnh cho ba. Thôi lấy đi. Trần Lượng, sau này chú Tâm làm việc một chút, đừng có cứ lên mạng ghẹo gái nữa. Em biết rồi chị Jenny. Chị Jenny à, chị đi thì tụi em cũng đi. Đúng rồi đó, chúng ta nghỉ hết đi. Thôi đi, tụi em dám không? Đừng có kích động như vậy, chỉ dạy của chị còn chưa đủ sao? Thật ra chị đi cũng không thể trách Đinh Tổng. Là do chị không sắp xếp được công việc và việc nhà. Làm không những con chị phải nhập viện mà trì hoãn cái dự án công ty. Trình Quy, tuy nhiều lúc Đinh Sa Lệ hơi khó gần, nhưng em cũng đừng quên, lúc đầu nếu không phải chị ấy bỏ ra 2 vạn đồng cho em đi học các khóa đào tạo, chắc có lẽ bây giờ em còn phát tờ rơi ở trên đường đó.
Còn Nam Nam, Đinh Sa Lệ đang làm hộ khẩu cho em, bây giờ em đi không phải đáng tiếc lắm sao? Lâm Lâm. Dạ. Cho em cái này. Đây là USB công việc, Đinh Tổng đã đưa cho em hết rồi chị. Trong USB này là danh sách tất cả khách hàng mà chị đã làm việc 5 năm ở đây và dự án kế hoạch của chị đã làm cho họ. Lâm Lâm, xuất phát điểm em hơn chị, chỉ cần em làm việc có tâm, chắc chắn em sẽ mang lại hiệu quả to lớn cho công ty. Chị Jenny. Được rồi, đừng có ủ rũ như vậy nữa. Thôi chị đi đây, bảo trọng. Chị Jenny à? Nè Jenny, đi đâu vậy? Cô Jenny kìa, còn đến sớm hơn tôi nữa, đang chờ tôi à? Jenny cũng cực khổ lắm, mấy ngày nay con cô ấy bị bệnh, phải qua lại giữa công ty và bệnh viện vất vả. Cô xem, sớm vậy cô ấy đã đến, nhanh lên, mình họp chút xíu, họp sớm xong sớm cho Jenny cùng về chăm con. Đinh Tổng, hôm nay tôi đến... Tôi muốn báo cho mọi người một tin tốt. Kế hoạch của công ty chúng ta chính thức được Bara chọn. Vì vậy lần này, Jenny đã lập công lớn cho công ty mình. Cho cô ấy một tràng pháo tay cảm ơn đi. Thật sự được chọn rồi hả? Làm tốt lắm, cố gắng phát huy nha. Chúc mừng chị. Chúc mừng chị. Giỏi quá đi. Trí Diễn viết hay lắm. Tốt. À, quyết định giao con cho ba mẹ vợ chăm sóc rồi hả? À, giờ tôi nghĩ thông rồi. Không thông cũng phải thông. Về chuyện này cậu phải nói cho cô ấy biết tính chất nghiêm trọng của vấn đề, vậy mới tốt. Bỏ đi, trong lòng cô ấy cũng không dễ chịu gì đâu. Không dễ chịu thì làm sao? Cậu coi, nếu nhìn ở góc độ gần thì cậu đánh mất cơ hội thăng tiến. Còn nếu như cậu nhìn xa, cậu đánh mất càng nhiều hơn. Từ cấp cơ sở đến cấp quản lý cao cấp ở đây, chúng ta được bao nhiêu người bị mắc kẹt trong thời khắc quan trọng. Đây đúng là điểm yếu trong chức vụ chúng ta. Bây giờ suy nghĩ, hối hận không kịp. Thực ra là mẹ, một ngày không nhìn thấy con mình cũng đã rất khó chịu rồi. Chuyện này tôi có thể hiểu. Vì vậy tôi không muốn vì chuyện này mà làm tổn thương đến vợ của mình. Thời gian đầu tôi chẳng có gì cả, cô ấy đến với tôi không hề toan tính gì. Với tôi thăng chức không quan trọng, chỉ hy vọng là có được cuộc sống bình yên thôi. Chủ biên, đây là trang báo 5 trang của Cát Minh vừa mới xuất bản, anh coi được chưa? Phỏng vấn Cát Minh có 2 trang thôi mà, làm sao bây giờ thành 5 trang rồi? À, đây là ý của Đỗ Tổng. Không phải Đỗ Tổng muốn mời Cát Minh làm cố vấn nghệ thuật cho tập đoàn chúng ta sao? Vì vậy đặc biệt căn dặn tôi tăng thêm 3 trang nữa. Nhưng mà theo tài liệu tôi phỏng vấn chỉ đủ viết 2 trang, căn bản là không đủ viết đến 5 trang được mà. Anh Du à, chuyện này anh đừng có lo. Thực ra rất đơn giản, chọn tài liệu thật in lên mấy trang trước, sau đó thì đưa chuyên gia chỉnh sửa ghép lại, chắc chắn không vấn đề gì. Là chuyên gia nào vậy? Ngày mai chốt rồi, làm có kịp không? Có gì mà không kịp chứ, tải về tài liệu trên mạng, về xóa số điện thoại là xong. Sau đó đưa cho chuyên gia cắt ghép lại rồi thêm thắt ý, đưa về chúng ta trao chuốt lại dán lại. Đừng nói là 5 trang, 8 trang cũng không là gì. Làm trò hề gì đây? Ở chú Thủy sao? Bị đồng nghiệp biết tạp chí chúng ta là viết và lấy trên mạng, rồi sao chép chấp giá lại, thì mặt mũi để đâu đây? Trời ơi, Trí Diện à, trước đây không phải tôi đã nói cho cậu biết rồi hay sao? Đây là trường hợp ngoại lệ. Thôi được rồi, chuyện này cậu không cần phải lo. Nhưng mà chủ biên này, anh Vũ à, anh yên tâm, người ký bút bài viết này vẫn là anh. Tôi tuyệt đối sẽ không giành công của anh đâu. Chuyện này với ký tên thì liên quan gì chứ? Nếu như bọn họ phát hiện tạp chí ở chú Thủy thì hình tượng của chúng ta sẽ bị tổn hại nghiêm trọng đó. Cậu cầm đi, đi tới đây thôi. Nè. Được. Ê Trí Diễn à, cậu đừng có nói cái gì về chuyện này nữa. Chuyện lần này cậu không cần phải lo nữa. Một chút ăn cơm trưa xong mình lên tầng 29 ha. Không phải, sếp à. Đi đi. Được rồi, cậu đừng có ngẩn người ra đó nữa, mau đi, nhanh đi.
Con cô sao rồi? Cảm ơn Đinh Tổng, con tôi đã xuất viện rồi. Tôi muốn hỏi cô một câu, cô muốn làm việc ở công ty nữa không? Muốn, muốn thật mà. Tốt, câu nói tới đó xem như chúng ta chưa nói. Sau này mọi chuyện cứ như trước kia. Đinh Tổng, chị không giận thật hả? Tôi biết là công ty mình là công ty nhỏ, cũng biết sự nghiệp của cô ở đây như rút vào cái cổ chai. Cô gấp, tôi còn gấp hơn cô. Vì vậy hạng mục Bara này tôi mới hối cô gấp tới vậy. Tôi còn muốn thông qua hạng mục này tạo bước đột phá cho công ty, để công ty lớn mạnh hơn, đúng không? Đúng. Trong chiến dịch Bara này cô đã lập công lớn, nên tôi ban cho cô một phần thưởng. Sau này tôi giao Lâm Lâm cho cô. Giao Lâm Lâm cho tôi? Chị có ý gì? Công ty chúng ta sau này sẽ quan hệ qua lại với các công ty lớn hơn. Cô là quản lý phòng kế hoạch, chuyện lớn nhỏ gì cũng cần có trợ lý. Tôi thấy Lâm Lâm rất thông minh, sau này để cô ấy làm trợ lý cho cô. Jenny à, cô tuyệt đối đừng phụ lòng tin của tôi với cô. Công việc sau này phải cố gắng hơn nữa. Nhất định rồi, tôi hứa. Nãy giờ chúng ta nói chuyện nhiều như vậy, công ty phát triển đến vậy, làm đến địa vị cao, nếu tôi cho các người làm cổ đông thì chính là nói sau này cô không cần phải sống dựa vào lương. Cô hiểu không? Cảm ơn Đinh Tổng. Chúng ta nói nghiêm túc với nhau, chỉ cần đề án Bara có thể thành công, tôi sẽ giao cho cô 5% cổ phần. Sao hả? Thật vậy sao? Cảm ơn Đinh Tổng. Hãy subscribe.